the virtuous Sangha, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Ông Thiên Đại Đức Thắng Thịnh, vì thứ Pháp vui cập nhật thiết chúng sanh, xin duyên diệu vào đường giáo đạo ngã môn, như A Liêu sanh thoát tư ly vô đạt là tâm chữ vô sanh. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Namo Sadhantu Sucheto Ye Alahadi Samyo Sampoto Se. Namo Tadakta Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I am able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sha she she wei miao fa bai jie wan jie na zao yu. Wo jin jie wo de shou chi yan jie ru lai zhe xu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left Home People, and all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Nhân, Chư Cha Nhân, Chư Sư, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị chúng thi thức, A Di Đà Phật. Good afternoon. We are in Rosemead, California on this 21st day of May 2017 to continue discussing probably one of the most popular sutras in the Mahayana canon is the Heart Sutra. We are currently on slide 385. What we just went through is what is called a Dharma request. Chúng ta mới qua cái pháp thỉnh pháp. And I'd like to bring it up because this is a very special Dharma that my master, the late great Master Shenhua, brought to this country. Thầy muốn bọn thế thì giờ nói về cái pháp đặc biệt, cái thỉnh pháp này Ngài Tiên Hóa đã đem qua, vì từ bi đem qua cái xứ Mỹ này. Because until that happened, he's the only one. We are the only in our system where group of temples where this actually happens. We request the Dharma. Chùa chúng ta là một trong những số chùa mà rất ít mà có cái pháp thỉnh pháp này. Because we went to Europe, there's no such thing. Chúng tôi mới đi qua Âu Châu, không có cái pháp thỉnh pháp này. Actually, there's no Mahayana sutras being explained at all. Thực ra không có pháp đại thừa nào kinh đại thừa được giảng hết. In fact, we've been in contrast. Ngược lại, we have been lecturing on Mahayana sutras for
over 10 years now. Ngược lại cái vùng in Los Angeles area, chúng ta đã bắt đầu giảng kinh đại thừa mỗi cuối tuần hơn 10 năm rồi. I think it started in somewhere in Santa Ana, in that obscure temple, right? We had to pay $100 a month. A long, long time ago. Tôi bắt đầu là giảng kinh ở cái chùa nhỏ xíu ở đằng Bô Sa. Mỗi tuần phải trả $100. I think it costs us $100 a month. So actually we maintain the tradition of my late master is to lecture on sutras. Tôi giữ cái truyền thống là mấy thầy mấy cô phải giảng kinh kinh đại thừa. It's very important for monks and nuns to learn to lecture on sutras. Mấy thầy mấy cô phải tập giảng kinh đại thừa. All right. Okay. We probably want to increase the volume a little bit on the microphone. Okay. Okay, that doesn't matter. We're waiting for Yin, for Cô Yin to come so that we can really begin. Không sao hết, mình đang đợi cô Quả Ngân tới để mình bắt đầu thiệt sự giảng kinh. Okay. Are we okay? Can we do an audio check here? Can you hear me now? Is it better? No? It's still not loud enough? How about now? Okay, can you hear me in the back? Okay, now they can hear me. Okay, sorry about that. Where were we? So what's the point in doing the request of Dharma? Tại sao phải thỉnh pháp? It's because this is part of the Bodhisattva practice. Đây là một trong những cái pháp của Bồ Tát thường. This is in Mahayana. Part of our work is to request the Dharma, request that sutras and the Dharma be explained for the sake of living beings. Hiện tại thì chúng ta tu đó. Cảm ơn con. Là một trong phương pháp tu là thỉnh pháp để cho chúng sanh nghe. And when you the mere fact of requesting this dharma here generates a lot of blessings for you. Nổi chuyện chúng ta mà thỉnh bỏ ra 7-8 phút. So every weekend we spend 7 or 8 minutes to request the dharma. Để mà thỉnh như vậy là để tạo phước vô lượng vô biên. It creates incredible amount of blessings for all of us. That's why I myself request the Dharma, because I request that the Bodhisattvas also aid me in explaining, in comprehending the sutras. Ngay chính thầy thì cũng thỉnh pháp nữa, tại vì làm như vậy để thầy thỉnh Phật Bồ Tát trợ lực cho thầy để hiểu được cái kinh này, hiểu cái pháp của Phật. Okay. And in requesting a Dharma like that, you generate inconceivable transcendental blessings. Quý vị thỉnh pháp như vậy, quý vị tạo ra vô lượng vô biên cái pháp xuất thế. What are transcendental dharmas compared to worldly dharmas? Cái phước mà xuất thế với phước thế gian nó khác nhau chỗ nào? The transcendental dharmas can be converted into, can materialize as blessings. I'm sorry. Transcendental blessings can materialize as worldly blessing. Cái phước xuất thế đó, nó có thể thể hiện ra bằng cách là phước của thế gian. For example, if you're cultivating, if that say you're meditating, chẳng hạn quý vị đang ngồi thiền, okay? And that requires transcendental blessing. Nó cần cái phước xuất thế. But then you also need to eat in order to meditate. Mà nhưng điều quý vị phải cần ăn mới có thể ngồi thiền được. That is worldly dharma, worldly blessings right there.
And cái phước mà đồ ăn đó, ăn được đồ ăn đó là cái phước thế gian. See, that comes from transcendental blessings. Nó nhờ, nó hiện, nó thể hiện ra bằng bằng nhờ nhờ những cái pháp xuất thế, cái phước xuất thế. Whereas worldly blessings cannot materialize into transcendental blessings. Ngược lại, cái phước thế gian đó nó không thể nào được áp dụng cho những cái dụng của xuất thế. All right? So that's why when you generate blessings, you're better off generating transcendental blessings. And bởi chúng tôi khuyên quý vị mỗi lần mà tạo phước đó là chuyên môn tạo cái phước xuất thế. All right? Does it help? All right. So we are on slide 385, đang ở trong 385. The sutra text says, cái kinh nói rằng the bodhisattva because he opened his prajna wisdom, his transcendental wisdom. Thì trong kinh, tâm kinh nói rằng là khi mà Bồ Tát vì nhờ được mở cái trí huệ bát nhã, trí huệ xuất thế nói đó, thì thành rời bỏ cái điên đảo mộng tưởng. He leaves distorted dream thinking behind. Okay. So you the bodhisattva with the prajna wisdom is no longer upside down. Cái người Bồ Tát đó khi mà mở có chư hề rồi đó, chư hề giải thoát rồi đó thì không còn bị điên đảo nữa. Okay. What is upside down? Upside down is means that you are hanging upside down. Điên đảo có nghĩa là bị treo ngược, treo ngược cẳng lên. So you're looking at everything in the wrong way. Thành quý vị nhìn mọi sự nó ngược lại hết tất cả. What you see, what you take as a good thing for you actually is a bad thing for you. Quý vị thấy nó là tốt, thiệt ra không biết nó thiệt là nó tai hại cho quý vị. Okay. And conversely, what you think is bad for you, then what you think is bad for you actually is good for you. Ngược lại, quý vị thấy là sợ cái tai hại quý vị, thực ra nó tốt cho quý vị. What's an example? What's good actually is bad for you. Chẳng hạn như cái gì mà nó tốt, cái gì nghĩ là tốt thì ra nó tai hại cho quý vị. For example, money is not good for you. Tiền không tốt cho quý vị. Better to give them to the temple. See, that's why I mean upside down. Người thấy không? Tiền nó không tốt cho cái vị tốt hơn là lấy tiền đưa qua chùa thì cái vị cười ngất lên, cái vị rõ ràng cái vị điên đảo. I rest my case. Okay, let's move on. Okay, mộng tưởng, mộng tưởng, mộng is mộng. So the dream thinking, What is upside down dream thinking? So dream is what you do when you sleep. Mộng là khi cái vị ngủ, cái vị có mộng. Okay. So in Buddhism, a dream refers to the fact that you live in a surreal environment. Mộng có nghĩa cái vị sống trong cái môi trường nó không có thực. Okay. And thinking, và cái tưởng là sao? What is thinking? Tưởng nghĩa là sao? What about thinking? What's so bad about thinking? Cái tưởng là suy nghĩ. Okay. Tưởng là nghĩ. Okay. You're thinking. À, bà cô tưởng là nó tai hại chỗ nào, suy nghĩ nó tai hại chỗ nào? Ask her, translate for her. Okay, ask mommy, what is so bad about thinking? Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào? Suy nghĩ, mình suy nghĩ đó. You're thinking. What's so bad about it? Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào?
Since you couldn't hear it, good excuse. Good thinking. Anyone else? What's so bad about thinking? Suy nghĩ tai hại cho nào? Please help me out. Yes. Nghĩ nhiều quá mất ngủ. She says, too much thinking, you can't sleep. Isn't that true? I used to have that problem, especially before the tests. Okay? Càng suy nghĩ càng khó ngủ, đúng không? Càng suy nghĩ càng phiền não. The more you think, the more afflictions you have. That's correct. Okay? What's so bad about thinking? Yes. Thinking. What's so bad about it? Yes. Drains energy. Drains your energy. That's so correct. Suy nghĩ đó, nó tổn hao sức dễ sợ lắm. Hao sức khỏe dễ sợ. You realize that this is so true. Cái này rất là đúng. The Chan school teaches us that thinking is a higher source of energy usage we have. Quý vị biết không? Cái thiền tông dạy cho quý vị biết, nếu quý vị hiểu thiền á, thấy rằng á, cái thiền sẽ thấy rằng á, cái suy nghĩ là cái nó hao sức nhất, nó tổn sức nhất. Nó ngồi thiền, nó ngồi, biết con mình nó ra sao rồi. It's giống như, this person, he just sits there and meditates and then she is doing fine and suddenly the thought arises, oh my God, what's happening to my daughter? You know, is she okay? Không biết nó có được, có khỏe không? Này nọ. Cái bắt đầu nó nghĩ, nó mông lung. You begin to think and think and think. Okay? Non-stop. Cứ một cái tư tưởng nó khởi lên là mình chạy theo nó. Không có ngừng. That's why such a terrible drain of energy. Thành nó hao sức dễ sợ lắm. Nó tổn sức dễ sợ lắm. Okay? And that's why when you meditate, khi mà quý vị thiền đó, and you should try it. Quý vị thử như vậy. Then reduce your thinking, cái thiền nó bớt, giúp quý vị bớt suy nghĩ, thì tự động sức quý vị nó tăng. Naturally, your energy level rises. It's that simple. Nó tự động như vậy đó. Okay? And yet, people aren't aware of it. Mặc dù như vậy, không ai hiểu cái chuyện đó. Okay? What's so bad about thinking? Suy nghĩ nó tai hại chỗ nào nữa? Yes, sir. Most of the time, we think we're right. Most of the time, we think we're right. Mình nghĩ là mình đúng. Yes. It's getting close to where I want to go. Gần đúng, gần tới cái chỗ thầy muốn đi tới. Yes, sir. À, chí. Làm phân biệt. He says, suy nghĩ là làm cái tàu, cái tấm phân biệt. So it creates a discriminating mind. All the girls are giggling, you know. I have a beautiful, very precise central Vietnamese accent. Dòng Trung người ta nó quý phái, nó sang trọng như vậy. Quý vị dám cười, giảm cười, kỳ cục. She can't hear, huh? Nghe không được, hả? Okay. Yeah, tắt mở đi. Okay, we shut it off, I guess. Okay, tea is gonna make it explode. Bù tea vô sẵn nó nổ. Nghe vì nghe được không? Nghe được không? Okay, it's better on that side. How about this side? It's okay. It's okay. Okay, very good. All right. What's so bad about thinking? Suy nghĩ nó tai hại cho nào, thưa quý vị? Có ai biết cái chuyện này không? Yes, sir. Feeding your ego. Nó chỉ tăng trưởng cái bản ngã mình thôi. Makes your ego bigger. Cái bản ngã mình ngày nó càng mạnh, nó càng to hơn. Yes. Increases more thought. Nó tăng trưởng cái suy nghĩ. Okay, you're getting further and further where I want to go. Yes. You get what? You get more confused? Wow, she's good today. Must be the French bread. Người này khá, nhỏ này có mở trí hệ nữa. Yes.
Oh, not necessarily. Suppose the doctor said, before I die, I create a good thought. I will teach her to create a good thought. She assents. Supposedly. And then the next 49 day happens, then she falls. okay. Let me tell you what I'm getting at. You probably don't know this. Cái này quý vị không biết được đâu. Okay. Here's what happens. I want you to think about this. Thầy nhắc quý vị suy nghĩ, ngẫm nghĩ về cái chuyện này. Okay? Think about this as you will. Well, sort of contemplate this, not think. Okay. Quán tưởng chuyện này. The more you think about it, the more real it becomes to you. Càng suy nghĩ, càng thấy nó là thực tế. Đúng không? Đúng không? Mình ngồi yên thân nghe, bỗng nhiên thằng nghĩ thằng nhỏ nó đang khổ, là càng nghĩ tới càng ngày thấy rõ ràng nó đang khổ. Dễ sợ không? Là cái óc tưởng tượng mình như vậy. What happens is you sit there and the more you think about it, the more it becomes real to you. You know? And that's what we do. That's what the secret what we men do to women. We tell them we love them. Not funny. No one's laughing. Think about it. You know, and then you women go back and say, oh my God, he really loves me. Look at that. He really, really loves me. Hồng cũng đồng ý ngay lập tức. It becomes true because we think about it. Cái thực tế nó xảy ra tại vì mình càng suy nghĩ về nó càng thấy, mình càng thấy nó rõ ràng, nó thực tế với mình. Okay? Agree, disagree? Đồng ý hay không đồng ý? Okay, through the more advanced levels practitioners, những cái người mà trình độ cao hơn một tí, quý vị sẽ thấy rằng the Buddha says, because you're thinking, you create the world. Tại vì cái thế giới này nó được tạo ra bởi cái suy nghĩ của quý vị. Can you give an example? In your own life where you're thinking, create your own reality. Quý vị, ai có thể nói cho thầy biết là cho thầy một cái ví dụ là vì cái suy nghĩ quý vị thành ra cái thực tế trong cuộc đời của quý vị. Yes, sir. When I was in Holland, the housing was subsidized. So the housing was cheaper depending on how much money you made. And I felt like that should be the way here. And then I just kept thinking about it. And out of the blue, my sister went to go look for a new house, but I got there first, and it was a bank repo. And the price that I wanted to pay every month, that's how much I pay every month. It becomes reality. Okay. Wow, you're cool. I should try. We should try that sometimes. Okay? Okay, anyone else? Ai có nghĩ được cái ví dụ trong cuộc đời mình mà thấy vì cái suy nghĩ nó thực tế, nó sự thật nó xảy ra? I can't think of anything, so I'm sorry. Let's move on. you guys. Yes, sir. Depression, I found it very much like that. You get this story in your head and then you just kind of make it reality. Excellent. Did you hear that? You didn't hear that? Well, too bad. Okay, in Master Xian Chi just said something very, very important thing. Nhớ nói một cái chuyện rất rất quý vị phải chú ý đến cái chuyện này. He says, it's like depression. Okay. This thought arises in there, in his mind, and he thinks about it, and becomes real. Okay? Cái bệnh chán đời,
là cái bệnh đó, cái tư tưởng nó khởi trong óc của quý vị đó. Ok, và quý vị nghĩ về nó, thành nó tự động nó thành sự thật. Ok, you cannot stop thinking about it, so you become, you sink deeper and deeper into the depression. You feel worse and worse and worse. Vì quý vị theo dõi, theo cái tư tưởng nó, thành ra càng ngày mình càng là mình bị đắm ở trong đó, thành càng ngày mình càng khổ sở. Ok, it's actually for depression, for depressed people, they fail, they're depressed. Let me repeat for you, để nhắc lại quý vị biết, lý do người ta bị bệnh chán đời, it's because they believe in these thoughts, these negative thoughts, tại họ tin những cái tư tưởng mà nó chán chường này. Okay, it's because they fail to recognize it's an attack, tại họ không nhận ra được là những tư tưởng đó là từ bên ngoài nó tới, không phải của họ. It's from outside, it's not their own. And they believe in them to be their own, that's why they think and think about it. Họ vì tư tưởng nó khởi trong óc của họ, nên họ tưởng cái đó là cái tư tưởng của họ. Thành ra họ càng ngày càng suy nghĩ về cái chuyện, ngẫm nghĩ cái chuyện đó, nên càng ngày nó thành chán chường thế. And for depression, yes ma'am. It's the opposite truth. If I I'm a happy person. I'm very happy. That works as well. That's what they do. They make you, the psychologist asks you to think about positive things, and you naturally believe in those things and act accordingly, behave accordingly. That works as well. Ngược lại, nếu quý vị có nghĩ giữ những cái tư tưởng mà nó yêu đời, nó vui vẻ, nó đầy hy vọng, thì quý vị cứ theo đuổi những cái tư tưởng như vậy, thì cái cuộc đời quý vị nó lên hương luôn, nó tự động như vậy. It works both ways. Unfortunately, but what happens? There's a difference though. Có hai sự khác biệt với nhau. Những tư tưởng mà chán chường là không phải của quý vị. The fact of the matter is that these negative thoughts are not your own. That's what people don't realize. Okay? Whereas the positive thoughts are your own, you have to generate them. Ngược lại, những tư tưởng mà yêu đời là tư tưởng của quý vị. Okay? You cannot tell the difference. Quý vị không phân biệt cái sự cái đó. Okay? Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's the thing. It's that simple. If you're for depressed people, all you need to do is to recognize these negative thoughts are not to be your own, and do something to remove them, then you're fine. Thành ra những cái người mình chán chường á, chán đời rất là dễ dàng. Quý vị phải nhận ra những cái tư tưởng nó không phải của mình, mà nó được gợi, chúng sanh khác nó gợi cho chúng ta. Thành chỉ cần đừng theo tụi nó, cho nó chết thôi. Yes sir. So where do they come from? They come from ghosts. The ghosts have the ability to plant thoughts into our brains. Những tư tưởng đó nó từ đâu tới? Nó tới từ những cái quỷ thần, nó gợi ý trong óc của chúng ta đó. Okay? Yes. Đúng. Tại vì lúc trước á, mình hại người ta, bây giờ người ta tới ta hại mình lại. So it's your retribution. In the past, you harm people, and that's now they come back and exact revenge upon you. Okay, that's the way it is. Okay, so now in the past you tormented your wives. Trong quá khứ, quý vị đã từng dày vò vợ mình. Instead of nịnh đầm, instead of kissing up to her, you tormented her. Now she comes back and torment you day and night. Bây giờ gặp nó lại, nó đầy đọa cho quý vị ngày đêm, nó khùng nó luôn. Okay? Is that the same thing when you hear voices? You hear voices? Similar, yes. That's a different kind of illness. It's called you just being crazy. Còn những cái người mà nghe những cái tiếng nó xảy ra trong óc của nó sao, tụi nó là cái trường hợp khác nữa đó, những cái người khùng họ điên tới nơi rồi. Ok.
The world is fascinating. I know it's not, you know, it's not something that medical people and scientists would agree to because they have no proof of it. Okay. Đây là những cái mà mình nói chuyện với nhau cho vui vậy thôi, tại vì bên khoa học gia, bên cái người y khoa người ta không tin những cái chuyện này. And that's why they aren't aware of these things. That's why they cannot. They're ineffective at dealing with these issues. Thành họ không có đủ cái phương pháp, cái tri kiến để mà đối phó những cái chuyện này. Okay. Whereas let's say in the Buddhist world, trong cái Phật giáo, cái thế giới Phật giáo chúng ta, if you feel depressed, all you have to do is kick the ghost away and the person is no longer depressed. Chẳng như Phật giáo chúng ta biết cái chuyện nó thành những cái người bị chán đời đó. Dễ giúp họ dễ sợ. Tới ký đầu con quỷ mà cái quỷ nó chạy là xong. Is that simple? Nó giản dị như vậy đó. Okay? But there's some people who would rather die than believe in these things, these voodoo things. Có những người chẳng thà ta chết còn hơn ta tin những cái chuyện này. Okay? Such is life. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. How do you kick them? Yeah. Hands and eyes is one. Làm sao đánh con quỷ, đuổi con quỷ đi. Tao nói dùng thủ nhãn là nó chạy dài luôn. That's why I forbid you to use it. You get in trouble if you use it. Tại vì thầy cấm cái việc xài thủ nhãn về xài là đụng đà, đụng đồ tao nói là phiền lắm. You get into a lot of trouble. Yes. Don't you wish? Don't you wish? What a cheap question. She asked me, so when we practice the hands and eyes, are we actually chasing ghosts away? And I said, my answer is, what a cheap question. What a cheapskate you are. Câu hỏi thầy hỏi là, lúc mình tu cái thủ nhãn, luyện cái thủ nhãn như vậy, có phải mình đang đuổi con quỷ nó đi? Thầy nói đồ rõ ràng, cái đồ hạ tiện. Sometimes it works. Sometimes it doesn't. Nhiều khi nó có hiệu quả, nhiều khi không có hiệu quả. For example, okay, there's some ghosts are stronger than you. Có những cái con quỷ nó mạnh hơn cái gì. Okay. So you can't chase them away. Có những mình đuổi nó không được. Mình đủ sức đuổi nó. Ngược lại có những đứa nó yếu hơn mình. So there's some who are weaker than us, but the same level. So with our weapon, we beat the heck out of them and they run. Những đứa nó ngang sức mình, quấn rồi nó chạy. Okay. So it varies. Okay. Cô Quả Ngân từ Vạn Vật Thành tới. Yes. Bệnh nghi hả? Bệnh gì? Nghi hả? Bệnh mới. This is, she talk about a new kind of disease called nghi. Okay. Mà sao? Có người đó hả? Thầy đâu có biết được. This I never had to deal with. Không, cái đó là kinh nghiệm. Yes, yes, ma'am. Yes. But actually, you see, it's very simple. The most people don't realize it because they are being hard-headed. The world is yin and yang. You believe in that? There's a negative, like a battery. It's a negative pole and a positive pole. That's why the battery functions. Okay. There is men and women. It's a form of yin and yang. Okay. So the world is formed by these pairs of opposites. All right? So in the commonly known as yin yang, yin and yang. You heard of it before? No, you haven't heard of it before. Boy, you are so sheltered.
We treat people, oh my God, we have to learn all these things. Okay, so the world is as a yin and yang, male and female, plus and minus. It's always is the world is made up of these pairs of opposites. And is we call it yin and yang generally. Okay, yin is female or negative, yang is positive and male. All right. So what happened is the ghost is simply the yin world. Okay, and the gods are the yang world, and we humans are in between. That's why we're a combination of yin and yang. That's why sometimes men are more effeminate than male. You seen those? Yes? I've seen those at Hardee's and McDonald's. Oh, I like your coat. Where did you buy it? Okay? So that's the, you know, man behaving in a yin female way. You seen those, right? Or in college, I ran to a couple of girls where one is clearly yin and the other is clearly yang. The yin is very, very cute, very charming, very soft, very, very, very weak. And the other yang one is... What did you say? Okay, so humans are a mixture of yin and yang. Sometimes it's more yin, sometimes more yang. Men is more yang, women are more yin. So far, so good? So that's why in the spectral things, the gods are yang, the ghosts are yin, and humans are in between. So far, so good? So basically, the ghosts are the yin world, and the gods are the yang world. That's all. That's all there is to it. Thầy giảng cô này biết về cái âm dương là con người mình là ở giữa lưng chừng thành ra cái tụ quỷ ma quỷ đó. Quỷ đó là nó âm, quải âm, còn cái trời là quải dương, cái nhân là ở giữa thành ra vừa dương vừa âm. Yes. Portraits of one man with a mustache. Who? One yin with mustache? Yeah. With a picture of one. She forgot to shave, that's all. She's talking about one yin is a goddess of compassion, the one over here. Okay? Yes. In case you don't know. The old painting they have mustaches. Yes. That's again because and she didn't. It happens, you know. Women are known to shave. Oops, we shouldn't go into those things. Okay, so no, the bodhisattvas are beyond, transcend yin and yang. That's cô nói là Quan Âm có những cái tượng Quan Âm có râu, thầy trả lời là có râu tại vì quên cà râu chứ không phải là cái gì hết. Okay. Mà thiệt ra là cái Bồ Tát, cái trình độ Bồ Tát á, là không còn âm dương nữa. When you become a sage, you transcend the yin and yang. Một khi mà quý vị trở thành giác ngộ rồi, thành Bồ Tát rồi, quý vị vượt qua cái âm và dương. So if you want, you can appear as a yin, you can manifest as a yang. Cái việc có thể thể hiện ra bằng âm, có thể hiện ra bằng dương, you can appear any way you like. Okay? That's different. Okay, there's exceptions right there. Có những cái ngoại lệ. Alright? Does it help? So what happened is that this is why our world, in terms of medicine, we only can observe the range of yin and yang range we can see. That's why we cannot deal with the yin world. Thành ra cái quả nhân gian chúng ta không thấy được quả âm, thành ra không biết nào không thể nào đối phó tụi nó được. That's why we cannot handle them. Okay, that's why these some illness are caused by the yin beings, like especially the mental illness are caused by the ghost. Hàng những cái tâm bệnh nó tạo ra bởi những cái con quỷ. Thành ra mà quý vị không nhận ra được nó, quý vị chữa không được. If you don't know how to recognize them, you cannot deal with them. As simple as that. Okay? So, I repeat, if you're depressed, you feel that you don't feel good,
you have to recognize it's an attack and chase those thoughts away. Then that's how you defend yourself. Mà cách khác chúng ta tu đó, quý vị, những người tu đó mà cảm thấy đó là bị bí đớt hoặc là cảm thấy chán chường, ok, phải nhận nó ngay lập tức đó, là mình đang bị nó tấn công, lập tức dùng thủ nhãn, dùng tụng thần chú, ok, you recite mantra, you bow to the Buddha, do whatever to chase them away, ok, instead of sitting there and think, thay vì ngồi đó mà suy nghĩ. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I can't hear you. The negative thoughts are what? It's real to you. It's true? Can you give an example of a negative thought? It's true. I find it hard to believe that negative thoughts can be true. Mọi người nói với thầy, hỏi nhiều khi những cái tư tưởng nó chán đời đó, thiệt sự nó là thật. Thầy nói, ủa, mấy tư tưởng chán đời sao nó thật được? How is it possible negative thoughts are true? I don't get it. Example, please. Yeah? Life sucks. Yeah? Hay như cuộc đời nó chán dễ sợ lắm. No, it's not true. Life is beautiful. Wonderful. Cái đó là tại vì cái đó là it's not you, it's not your thoughts. Okay? Yes. Example? You have an example now? Like my son is so yucky. Con mình nó dễ ghét dễ sợ. Is it true or false? I ask you. Don't answer that. Okay? Yes. That's a French saying the meat is disgusting. The meat is disgusting? Yeah. Le moi est pas sacré. The meat is disgusting. The moi est what? The meat is disgusting. No, what's the French word? Le moi est pas sacré. The meat is hateful. Không phải hay sao mà. God, I don't know where she learns her French. The meat is disgusting. So the meat is disgusting. It's not I am disgusting, but that's true. De moi est détestant. The self, the ego is detestable. Okay? It's true. Okay? But why do we say that the thoughts are not true? Mặc dù cái đó đúng như thế, tại sao mình nói cái bản ngã nó gớm dễ sợ. Why is not true? Tại sao nó không có đúng? That's what I'm getting at. We talking about this for half an hour now because I want to get to this point. Mình nói một nửa tiếng rồi tới cái phần này, phần quan trọng này. Why is that the thought that the ego is so yucky? It's still a false thing. Mặc dù nó nói cái câu nó là bản ngã là gớm lắm, cái đó đúng nhưng điều vẫn là sai như thường, vẫn là không phải đúng, không phải sự thật. It's not true. Why isn't it? You got to be crazy. Đưa cái vị khùng sao mà nghĩ được như vậy. The point here, ý thầy nói là như vậy, okay? Thinking is upside down. Cái suy nghĩ nó là điên đảo, going back to the sutra. Any thinking is upside down. Cái suy nghĩ là nó điên đảo. Why? Tại sao như vậy?
Anyone knows? Có ai biết không? You don't know? Không ai biết hết hả? Yes. It's what? No, not, you know, even when it doesn't come from the ghost, it comes from yourself. It's still upside down. It comes and goes. Nó đi và nó tới, nó đi. So what? Sao? Because it arises from the false mind. Cái tư tưởng nó khởi ra bởi cái tâm của quý vị. Cái tâm của quý vị là cái tâm vọng tưởng. Thành bất cứ cái tư tưởng nó khởi lên đều là vọng tưởng hết. Because your false mind, your mind is false. That's why anything that comes from it is false. Yes? Cái giảng gì như vậy đó? Cái tâm của quý vị, tâm giả. Tâm nó đòi áo đẹp. It's like the mind says, I want some nice clothes. I want to eat well. Ăn cho nó ngon. Okay? Ngủ cho nó sướng. Sleep well. Oops, that's all of you. Okay? And because of that, okay, you're miserable. Vì vậy mà quý vị khổ sở. Too deep for you? Tin không được hả? Why is it suffering? Why is it, why when you think like that, it's suffering? Tại sao quý vị nghĩ như vậy và là khổ ngay lập tức? Anna, why is that? I wish I could have fresh queso. Hai chi mình có được ăn phô mai cho nó tươi. Okay. I had some recent American cheese. Oh, I can't stand it. Ăn phô mai Tây xong về ăn phô mai Mỹ thì nó dở dễ sao. That's precisely the point. Quý vị thấy cái khổ không? Okay. Because you think about it, and that's why you're tormenting yourself. You affirming your attachment. Cái vì nghĩ tới nó là cái vì xác nhận lại cái chấp trước của mình. And yet you're so proud of it, mà cái vì rất là hãnh diện. Okay? So, làm sao bây giờ? I'm so depressed now. What to do now, Master Chien Che? It's not no longer the ghost, but it's me now. I say, oh my God, this life is so hard. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cô Quảng Ngân? Mình nghĩ là mình khổ. If you think you're suffering, cái vì suy nghĩ là khổ ngay lập tức. You don't think, that's all. Đừng có suy nghĩ. You don't think. If you don't think, okay, then you're happier. Khi mình mà không suy nghĩ được á, thì cái vị sẽ hạnh phúc hơn. That's the truth that no one in the world knows. Cái đó là cái sự thật mà trong cái thế gian này, con người thế gian chưa biết. Until the Buddha came. Cho tới khi Đức Phật tới cái thế gian xuất thế rồi. Không ai biết cái chuyện này. No one knew about it, by the way. No one knew about it. Không ai biết cái chuyện này hết. Okay? The Buddha came to our world. Đức Phật tới thế gian này, he says, your thinking is false. Ngài dạy rằng, cái suy nghĩ của quý vị đó, cái suy nghĩ, nhất định suy nghĩ, okay, là cái vọng tưởng. Your thinking is false. Cái tư tưởng quý vị là nó giả. Okay? If it's false, why do you keep on pricing yourself on that? Tại quý vị cứ hãnh diện suy nghĩ quý vị hoài. Okay? If you can stop thinking, nếu quý vị biết cái phương pháp để mà ngừng lại suy nghĩ đó, okay, then
all your suffering ends. Tất cả những cái khổ sở quý vị nó ngừng lại. And you only experience bliss. Là quý vị chỉ thấy toàn là lạc không, không còn khổ, mà toàn là sướng không. You have no more suffering and you only experience bliss. What's the Buddha taught? Đức Phật dạy như vậy. As long you thinking, quý vị đang còn suy nghĩ, you are still suffering. Quý vị đang còn khổ. No one knew, không ai biết cái chuyện đó. Yes, ma'am. I would be worried. How do you function normally in our life? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? I don't know how to fix this problem. Do you? So what happened is in Buddhism, bởi trong Phật Pháp chúng ta đó, quý vị phải hiểu rằng we realize that thinking is upside down. Cái tư tưởng là nó điên đảo. Okay? Thành ra mình ngừng suy nghĩ. That's why we try to stop thinking. Thành chúng ta học cái cách để mà ngừng suy nghĩ lại. Okay? And I know most of you are worried. Thầy biết là khi nói như vậy, đa số quý vị rất là lo sợ. He said, if I stop thinking, how am I going to work? Người nói là, tức là, nếu mà con mà không suy nghĩ, làm sao con làm việc bây giờ? I don't know. Không suy nghĩ, sao làm việc bây giờ? Huh? Làm sao làm ra tiền? You don't think, how are you going to make money? Làm sao nấu ăn bây giờ? Hả? How are you gonna cook? She says, why is the Buddha keep on talking about suffering? Traitor. Mấy cái người này công nhận nó từ công giáo hoặc là bạn Phật Thành tới những cách nào cái chùa mình nói những hỏi những câu hóc búa như vậy hết đó. Hỏi là tại sao mà Phật cứ dạy cái khổ hoài vậy, không có gì vui hay sao? What she means that the Buddha keeps on talking about suffering. Is there anything good about life? Cuộc đời nó có gì vui sao? No, there's nothing good about life. Right, Xuyên Chê? Hả? Có gì vui đâu? Tôi hỏi cô Quảng Ngân có gì vui. I ask Hồ Nhiên, what's so good about life? Cuộc sống, cuộc đời có gì vui? See, look at her. Thế trả lời không được. Cái gì vui? She says like my master. She when she's in trouble, she always quote my master. Cái cô này khôn lắm. Mỗi lần thầy bắt chẹt cô nói là cũng phải lỗi tôi mà lại. Cái là ngày tiếng qua ngày nói như vậy. She says like my master. He keeps on walking the path of suffering. No, he's not walking the path of suffering. Không phải là đi đường khổ. Cái vị lầm rồi. Okay. Ngài đâu có thấy khổ. He doesn't see suffering unlike you. Ngài đâu có thấy khổ đâu. Ngài không thấy khổ. He doesn't see suffering at all. He's not suffering. Ngài đâu có khổ đâu. We are suffering. Chúng ta đang khổ. That's why he has to be here. Thì Ngài phải tới đây. Chứ Ngài đâu có khổ đâu. Tới đây Ngài đâu có khổ. He comes here, he's not suffering at all. He's in the midst of suffering, and yet he's not suffering. Trong cái khổ, biển khổ mà không có khổ. Because he transcended suffering already. Ngài đã ngừng, đã đoạn cái khổ rồi.
tại ở đâu cũng không còn thấy khổ. So after you ended suffering, wherever you are, you no longer suffer. Quý vị đã đoạn cái khổ rồi. Quý vị bất cứ chỗ nào, quý vị hoàn toàn không có khổ, mà chỉ thấy lạc thôi. You always feel happy. Okay. You believe that? Quý vị tin như vậy không? Tin được như vậy không? It's possible. Có thể được. Yes. It's only because you refuse to end your suffering. Chỉ vì quý vị không có chịu liễu cái khổ của mình. Cứ nghĩ là cái khổ mình là nó hay. You think you... So suffering is so great. That's why it's called upside down. Bởi vậy, cái vị nghĩ cái khổ mình nó hay, thành bởi vậy mới gọi là điên đảo. You take suffering as pleasure. Cái vị thấy cái khổ mà tưởng nó là sướng. Okay? Thấy sướng mà tưởng là khổ. And then you take pleasure as suffering. That's why it's called upside down. Bởi vậy mới gọi là điên đảo. Okay. Questions. Okay. So anyway, so here what we as humans go through is called distorted dream thinking. À, chúng ta cuộc sống của con người đó gọi là điên đảo mộng tưởng. Really, this is summarizes the human existence. Cái sự thật đây là chư Phật, Đức Phật đang giảng, chúng ta thấy được cuộc đời con người nó như vậy đó. Thì mình sống như trong giấc mơ vậy. We live as if it's in a dream. Mình đang sống, mình chỉ sống trong giấc mơ thôi. Nothing is real, không có gì mà thật hết đó. Okay? That's what a dream really means. Cái mơ có nghĩa là không có gì đâu, không có gì mà nó thật sự hết, nó chỉ là giả, nó chỉ tạm thời thôi. Everything is temporary, nó chỉ tạm thời trong cái giấc mơ thôi. It only exists in a dream. Cô Quảng Ngân. Cái điên đảo là mình nhìn ngược lại. Trắng mình thấy là đen, đen thấy là trắng. Tốt mình thấy là xấu, xấu thấy là tốt. À, cái đó là vô minh, cái đó là ngu si đó. Cái đó là đại ngu si đó. Cái điên đảo là nó tệ dễ sợ. Điên đảo là ngu si, đại ngu si. So the distorted actually is not distorted. Actually should be upside down. Much more accurate word translation would be upside down dream thinking. Thì thật ra cái bản dịch mà tốt hơn á, tiếng Anh tốt hơn á, là điên đảo này không phải là đi từ họ dịch tiếng Anh hơi trật một tí. Ok? Should be upside down. Cái này phải gọi là điên đảo. Nó ngược lại, nó hoàn toàn ngược lại. Mình nghĩ là mình sướng, thì ra mình đang khổ. You think you happy? Actually, you think it's pleasant actually. It's a lot of pain. Mình thấy là sung sướng thì ra mình đang khổ mà không biết. Okay. For example, ví dụ, you cross your legs, quý vị xếp bằng lại, it hurts like hell, chân nó đau dễ sợ lắm. And you say it's too much suffering, quý vị nói là cái này khổ quá. Thiệt ra tôi không biết á, đang khổ như vậy á, thiệt ra đang chữa bệnh cho quý vị. And you don't realize because your suffering actually is healing your body. But no one believes me. That's why you're so upside down. Mà không nói gì không ai tin hết. Bởi vì cái việc quá điên đảo đi. There's no way to get to you. The Buddha has no way to get to you. Đức Phật giảng cái việc cũng không có tin nữa. Chịu thôi. Thành gửi cô Thân Hương qua Tây Phương Cực Lạc là khỏe nhất. That's how we send Chin Chang to the Western Blissfield Land and let Buddha, that Amitabha Buddha take care of it. Để cái Ngài Ajita Phật lo cái chuyện mấy cái người điên đảo này. He takes care of it. He specializes in upside down people. Chuyên môn là giúp đỡ những cái người điên đảo.
Chứ bây giờ khăng khăng đó, già khủ tới nơi rồi, sắp chết tới nơi, nói cũng nghe như thường. Mới gọi là điên đạo. Dễ sợ. That's what's so scary about it. You don't listen your entire life until you get old, you still don't listen. Okay? Those of you, những cái người mà hiểu được như vậy, you really believe in it. You really believe that we live in a world of dream. You tin là cuộc sống chúng ta chỉ là một cái giấc mơ thôi. And you really understand that thinking is very, very bad for you. Bởi vì tin rằng là cái suy nghĩ nó tai hại dễ sợ. It is so detrimental to your mental and your physical health. Cái suy nghĩ đó nó tai hại cho cái sức khỏe của cái thân và cái tâm của quý vị. So if you realize that and you reduce your thinking, quý vị hiểu được như vậy thì bớt suy nghĩ đi. Okay? And how do you deal with the fact that the life is just a dream? You don't take it too seriously. Mình thấy cuộc sống này là thiệt sự chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi thôi, thì mình không còn quan trọng nó quá. Okay? You take yourself, your life too seriously. Cái mình nghĩ cuộc đời mình nó quá quan trọng nó đi. Thành cái bị kẹt. That's why you stuck. Nói mà không nghe. Ok. When the Bodhisattva gets rid of his upside down thinking, khi một người Bồ Tát cái vị mà bỏ được cái điên đạo, cách suy nghĩ điên đạo cái vị đó, then he certifies to Nirvana, thì họ ngài chứng được cái Niết Bàn. Okay. Yeah. What is so great about Nirvana? Cái Niết Bàn nó có lợi gì? Okay. On slide 386, tấm 386, giảng thêm một tí về cái mộng tưởng. They explain a little bit more about the dream thinking. Dreaming and thinking. This English translation. Sometimes I look at them again. I find that it's quite short of the Chinese version. Bây giờ thầy sau một thời gian bắt đầu giảng kinh rồi mới thấy nhìn lại những cái bản văn tiếng Anh là thấy rõ ràng nó dịch trật nhiều quá này. Nó không sát cái ý của cái lời kinh của tiếng Tàu. Okay. So it says that the Chinese are saying life is but a dream. Người Tàu có câu nói sống chỉ là cái giấc mộng thôi. And a night sleep is a short dream. Đêm ngủ chỉ là một giấc mộng ngắn. Cuộc đời chỉ giấc mộng dài hơn. And life is just a longer dream. That's all. Ignorance and stupidity is like dreaming. Cái vô minh chúng ta, cái ngu si chúng ta này nó tượng trưng cho cái mộng. Okay, and we see this body and this world as real. Mình nhìn thấy cái thân này, cái thế giới này nó coi nó là thật. Actually, it only manifests in a dream. Thì thật cái thế giới này, cái thân này nó chỉ là giống như nó hiện trong giấc mơ thôi. It's only real during your dream. Như chỉ trong, nó thật trong cái giấc mơ quý vị thôi. Ok. And that's what makes the Buddhist teaching different from the worldly teaching. Bởi vì cái Phật Pháp đó, nó khác cái thế gian Pháp ở chỗ đó. Nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị. It goes against your thinking, against your understanding. Nó đi ngược lại cái trí huệ của quý vị. Why is that? Tại sao như vậy? Because we are confused. Tại vì chúng ta
bị mê muội. And yet, at the typical of the people who are confused, we think we are right. Mình ta mê muội, mình nghĩ là mình đúng. Okay, so how can you work without thinking? Làm sao quý vị làm việc mà không suy nghĩ? How can you live without thinking? Làm sao có thể sống mà không suy nghĩ được? How can you have a family life without thinking? Làm sao sống trong gia đình mà không suy nghĩ được? How is it possible? No? No. Yes? How can you live without thinking? Làm sao quý vị không suy nghĩ mà sống được? Yes. What? You use Google Calendar? Okay. Dùng cái máy. You become a robot. You trở thành người robot. Người máy. How can you live without thinking? Don't worry. Cái sự thật là như vậy nè. The Buddhist teaching says, Phật giáo nó dạy rằng, okay, you cannot get to the true unless you let go of the false. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, quý vị không thể nào thấy cái chân, tới cái chân được, lấy cái chân nếu như không chịu bỏ cái giả. Is very very critical. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Remember this. Ngày nay nhớ cái câu này. Okay. Phải bỏ cái giả mới đắc được cái chân. You have to be willing to sacrifice the false in order to attain the real. Phải bỏ cái giả mới lấy được cái chân. Ví dụ. Okay. Example. What do you need to let go that's false before you can get the true? Quý vị cần bỏ cái gì giả mới lấy được cái gì thật? Yes. The emotional attachment. The emotional attachment is false? No wonder you're still single. God. Cái ông này độc thân thì ông nói là cái mà cái tình cảm của mình đó là giả, thế nó hèn gì còn độc thân. Another example, ví dụ khác. Yes. Con này phải trên một câu hồi nãy là con biết, con có nói được tại nhiều câu. Trên bốn câu, he says, you know, I limit him to only four sentences. So he's been holding his tongue because all his answers have been more than five. So now he feels that he can answer four in four. I know all the stuff we talk about, that's too long to explain. Then you don't know. You cannot explain in four, then you don't know. Có cái ông đó là ông trong lúc mà 25 vị Bồ Tát mà đắc đạo. Xác định lần là tất cả vọng tưởng tiêu hết, ổng chứng A La Hán. Ổng về ổng tiếp tục thiền vậy 21 ngày cái đắc A La Hán thì thầy mới nói. Mình phải tin cái loài Phật giảng là nó không nó giả thì mình theo nó đi, thực hành rồi mình sẽ được cái chân kia. Chứ giờ phải chân giải thích không được. More than four. Và tôi đang thực hành như vậy. Đây. Nine. Chứ mình nếu không làm vậy thì tôi làm cái gì? 11. 12. 13. 14.
cũng thấy tụi bác cũng vẫn dây khung mà không có khung nào hết, lúc nào cũng có không gây lộn hết. Are you done? 18, 18 câu luôn. Đó là cái lần này. Ông Thích Kinh Lăng Nghiêm, he cites the great, the big Buddhist Rangamama Sutra, a sutra, a Buddhist teaching, and he uses 19 sentences. Dùng 19 câu nói vẫn chưa xong như thường, vẫn còn ấm ức như thường. He has so much more he wants to tell us. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm là Bát Nhã nó Phật giảng 22 năm, nó làm sao tôi giảng 4 câu được. Cái Bát Nhã mà mình mới nói Phật giảng 22 năm. 22. 600 nghĩa, giờ 4 câu thì giảng được. 23. Okay. So what's an example? Ví dụ là sao? Huh? What's an example? Cái gì mình giả mình phải bỏ, mình thấy được cái thật. You have to be willing to be drop the false in order to accomplish the true. Phải bỏ cái giả mới thấy được cái thật. Yes. All our thoughts, our anxiety, we just think about what may happen, but it's not true. When we worry about what this, what that, that all those are not happening. It's not true. So then, there's a difference between thinking and worrying and dwelling on it and chewing on it. That's the difference. Yes, it's false. But you don't. If you drop it, you don't get the true though. Your example is good. The first part is good. Second part is not. How do you get the true? The teaching is very profound. Nó nói cái khơi một câu rất là giản dị. Mình bỏ cái giả mới đắc được cái chân. Cái lời dạy nó thâm sâu dễ sợ. This is very profound teaching in Buddhism. Okay? So a lot deeper than you realize. Rất rất là chính xác. Mà nó giảng gì? It's so beautiful in its simplicity. Nó thâm sâu mà nó rất là giảng gì. Cái đó là những cái người có trí huệ ta giảng một câu như vậy thôi. Mà nó bao gồm biết bao nhiêu là 23 câu nói chưa xong nè. You see, the proof is in the pudding. In a simple statement like that, you have to let go of the false in order to accomplish the truth, to realize the truth. Okay? To certify to the truth. It took him 23 sentences. He's still not done yet. 23 câu giảng chưa xong như thế. Dễ sợ không? That's how beautiful it is. Cái lời dạy, nó Phật Pháp này nó thâm sâu, dễ sợ lắm. Okay? So he says, if you realize your worries and your doubts are those excessive worries are nonsense, okay, then it's false, it's true, okay. But then she cannot complete what is the truth. Cô nói cô giảng cô nói rất rất có lý một nửa thôi là cái lo âu của quý vị, những cái ưu tư của quý vị, những cái sợ hãi của quý vị, thực sự là nó giả, tôi bỏ nó đi. Thì hỏi nếu bỏ nó cái thật là chỗ nào? Mà chưa giới thiệu được. Okay. Let me give you an example. Cho tôi sẽ cho quý vị cái ví dụ này. Không biết quý vị đồng ý là không. I don't know if the man will agree to it or not. Không biết mấy người đàn ông có đồng ý là không. You have to let go of the false love of your wife. Mình phải bỏ cái tình yêu giả của vợ mình. In order to realize the true love of your wife, để mà đắc được cái từ sự yêu thương thật sự của vợ mình. Chứ cô Hiền Độ có đồng ý không? Đồng ý. She agrees. See? Out of fear, sợ phải đồng ý. Sợ bị bỏ. She's afraid to bỏ tình yêu của vợ mình mới thấy được cái tình yêu thật của vợ mình. You have to let go of your love of your wife right now in order to certify to the true love of your wife. And I believe
all the wise women would agree to it. Okay, never mind. Những cái người phụ nữ đó mà có trí huệ sẽ đồng ý cái chuyện này. Phải không cô Quảng Ngân? Mình phải bỏ chồng, mình phải bỏ tình yêu đối với mình đó, ông mới thấy được cái tình yêu thật sự cho mình. Dễ sợ không? Okay. And yes. My example of what you just said, like, this is like you drop your thinking of your wife to see her actions. Is that an example of what you just said? Let me give you a clue. It's no way to explain to you in 4 sentences or 23 sentences. Không cách nào mà giảng được cái phần này nổi trong 4 câu hoặc là 23 câu hoặc là 33 câu hoặc là 33 trang. Okay? I will give you a simple example. Cho quý vị một cái ví dụ thôi. Okay? All right. Maybe I shouldn't. Chắc không nên nói cái chuyện này, nó xúc phạm quý vị quá. Okay, next. Okay. Here's one possible explanation. Một cách giảng quý vị biết như vậy này. Do husband's love for his wife, người chồng yêu người vợ mình. Okay? Thầy nó dùng chữ yêu. I'm talking about love. The word love. The L word. Yes? That's worship by people of the world. Người thế gian này là tôn sùng cái chữ yêu này. Phải không cô Quảng Ngân? Cô Yin disagrees with me on the fact that people of the world worship the L word. Mình đang nói, thầy đang nói là chồng của cô yêu cô, chứ không phải cô yêu chồng. Quên hết rồi, quên hết rồi. Okay. The husband who loves his wife, người chồng mà yêu người vợ. What is that exactly? Có đó nghĩa là gì thưa quý vị? Hả? Huh? He says it's a debt. It's a good debt. Cái đó là cái nợ mà nó tốt. Yes. False attachment. False attachment. Chấp trước nó sai lầm. Where about is false, huh, Sarah? Because it was a subjective thought. Ah, very good. Okay. When the husband loves his wife, there's an ego who loves the wife. Cái người chồng mà đang yêu vợ mình là có cái bản ngã nó yêu người ta. When we talk about dropping in love is dropping the ego who loves. And khi mà nói là xả cái tình thương đó là xả, thì cái ý nghĩa nó là bỏ cái bản ngã mà đang thương đó đấy. Thì cái chân ngã mới lòi ra. Then your true ego comes out and becomes true love. Lúc đó đó thì cái tình yêu quý vị nó trở thành là cái tình yêu chân thật. Tại lúc đó tình yêu của cái chân ngã chứ không phải là cái giả ngã. Can you buy that? Do you believe the concept is a true self versus a false self? Then you need to get rid of the false self who loves before the true self comes up. Quý vị phải hiểu là quý vị tin cái quan điểm Phật giáo mình có cái bản ngã gọi là cái giả với cái chân ngã là nó thiệt. Tại quý vị muốn thấy cái chân ngã phải bỏ cái bản ngã nó mới ra được, nó mới lòi ra được. Yes. I'm sorry. What level of samadhi? Trình độ nào? What do you think? Nine. That's all it takes. Cửu định là được rồi. That's all it takes. It's very easy. Nó rất là dễ dàng.
And then what is the difference between the true love versus the false love? Cái sự khác biệt giữa cái chân tình yêu chân thật với tình yêu giả là chỗ nào? Hả? All love is false. Oof, too much. Hmm? Yes. That's a difference between what the man considers like. This is my true wife, and this is my wife. You don't know what you're talking about because you're not a man. No, it's a general thing. If you think that this is 41, I'm so good that I got this woman. That is his ego. So to get his ego, no, it's empty. See, even women disagree with you. it turns out that the true love is will make the woman much better off than a false love. Nói một cách tóm tắt, cái tình yêu chân thật á, nó có lợi cho cái người phụ nữ hơn là tình yêu giả. Okay? It's much, the women are better off with the real love, true love instead of the false love. Cái người phụ nữ mà gặp được cái tình yêu chân thật, họ có lợi hơn là tình yêu giả. Nói tóm tắt như vậy, that's all you have to summarize it as. They're much better off. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? So this is very profound. This is something that will come clearer, become clearer and clearer. Cái này là một cái câu giảng gì là mà quý vị càng ngày càng tu sẽ thấy nó rõ ràng rồi đó. Đó. Là muốn thấy cái thật thì phải bỏ cái giả trước rồi đó. If you want to see the real, you have to drop the false first. Okay? No two ways about it. Yes? Bỏ nó upside down thì sao? Tư tưởng thiệt là cái gì con biết không? What is true thoughts? The question brings out a point. What is a true thought versus, you know, a false thought? Cái vọng tưởng với tư tưởng chân thật là cái gì? Chân tưởng là gì? What's the difference? Anyone? Có ai biết không? Yes? That's correct. The true thought is no thought. Cái tư tưởng mà chân thật là nó không có suy nghĩ. What does it mean no thought? Không có suy nghĩ là sao hả cô Quảng Ngân? He says, when you don't think, then you become a bodhisattva. That's correct. Là đúng. What is no thought? You have to be careful about these Buddhist terminology. Dùng những cái danh từ Phật ngữ này, quý vị phải danh từ Phật học này, quý vị phải cẩn thận. Okay? People talk about this talk, bring it up very often. Người ta giảng, mấy thầy, mấy cô giảng cái kinh này, những người đọc sách ta dùng những danh từ người ta không hiểu. They don't understand what they're talking about. Okay? Cái vô tưởng là sao? What is it means no thoughts? Yes. No attachment, không có chấp trước. How can you have no thoughts when can you be at work and have no thoughts? Thầy hỏi quý vị ở sở làm việc đó. Can you have no thoughts and yet you still working? Quý vị có thể làm việc mà không suy nghĩ được không? Yes. Không tư tưởng được không? Yes. Yes. How are you adding? How are you adding, you know, 3 plus 6 plus 12 plus so on?
Quý vị đang cộng, làm sao quý vị không suy nghĩ được? How can you not think? Hmm? I'm asking you. Yes. So normally, this man is very creative from Germany. You know, they say that normally you don't have to think. Thì cô thấy ông là từ bên xứ Đức qua, ông nói là nếu quý vị quen thói rồi không cần suy nghĩ. And may I ask the German people, what if you don't have the habit of doing that? Then you have to think, he says. Nếu mà không có quen làm việc thì phải suy nghĩ. Yes. I let me clarify for you. Thầy nói một cách rõ ràng cho quý vị nghe. Okay. What happens is that the thinking that you used to. Thầy giảng quý vị nghe cái phần này nghe cho rõ này. Okay. The mind that you thinking, you train to think at university, at school. Cái óc mà quý vị đang được học, được huấn luyện ở trên đại học á, đằng trường học đó, được cha mẹ quý vị huấn luyện. Your mother taught you how to think. Your father taught you how to evaluate. It's called a false mind. Cái đó gọi là cái vọng tâm. Okay? Yeah. Actually, okay, the more we go receive training, the more we learn, the stronger that false mind becomes. Cái vị càng học càng nhiều, thì cái vọng tâm nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Tại vì cái vị càng ngày càng biết suy nghĩ, because you learn to use it. That's all you're doing. You learn to evaluate. Quý vị học cách để mà tính toán, so đo. Okay? So sánh. Okay? What you don't realize, quý vị không biết rằng á, nếu quý vị mà không dùng cái tâm đó, you don't use that false mind at all. The true mind behind it. The false mind actually is dependent upon the true mind. Sự thật á, là cái vòng tâm quý vị ấy, nó phải dựa trên cái thật tâm nó mới làm việc được. Without the true mind it cannot function. Cái vòng tâm nó không thể nào hoạt động được trừ phi nó có cái thực tâm ở sau lưng nó. Okay? So if you willing to stop your false mind, your true mind operates naturally. Thành một khi mà quý vị mà bỏ được cái vòng tâm, you stop worrying, quý vị đừng có lo âu. Okay? Stop worrying. That's a false mind. Lo âu là cái vọng tâm. Is it clear? I go through the list for your sake. Để qua cái kê khai cho quý vị nghe những cái mà quý vị phải nhận ra ngay lập tức, đó là vọng tâm quý vị. You worries. Lo âu là vọng tâm. Okay? You discriminate, quý vị so sánh trắng đen lợi hại. You discriminate, you evaluate, this is beneficial, this is not beneficial. This is good, this is bad. Okay? This is advantageous, this is disadvantageous. That is your false mind. Cái tâm mà phân biệt đó là cái vọng tâm. Okay? What else? Give an example, cho thầy ví dụ khác để nhận ra cái vọng tâm được không? Come on, quickly. What is your false mind? You back there. You should know by now. All the way back in Orange, Abercrombie. Orange, Abercrombie. Can you recognize what's false about the false mind? Give me one. Huh? What? Man? That's a big one. Very good. Nghĩ về đàn ông. False mind. And vice versa. I don't care who you are. You could be gay. You could be normal. You think about men. It's not. It's a false mind. Okay? Cái này là
không cần biết cái vị là thích nam mà thích 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 nữ, cứ nghĩ rằng ông là vọng tâm. Ok, what else? Yes. What? Let me think about it. Being happy. I won't touch that, sorry. No comment. Being successful. Being successful. Okay, thành công. Yes? You in the back? Depression. Depression. Okay? Chán đời. What? A new mother, like she trying to figure out how to take care of the child. Is that? That's a false mind? No. You are weird. you wait, young lady, until you have a child and you know what we're talking about. Don't go there. Don't go there. Okay? In general, okay. Your thoughts of desire, cái ham muốn, is a false mind. The thoughts of greed, lòng tham lam. I say that's have some more of this. Okay, có thêm tí nó có lợi hơn, right? The more the better. That's the false mind. Okay, what about a big one. Give me another big one. Thoughts of anger. I could kill him. He's so bad. Okay? That's a false mind. Those thoughts are false. Okay? You see? So you recognize these things, you then you realize that don't pursue them. Cái vị nhận những cái loại vọng tưởng này, cái vị bỏ nó thôi. That's all you have to do. Don't pursue them. You die. Nó sẽ chết. Alright? So, don't worry by the fact that when your false mind stops, you cannot function anymore. Actually, you function better. Thì thật là khi mà cái vị bỏ cái vọng tâm đó, cái thực tâm đó, nó hay, nó lẹ hơn, có trí huệ hơn. It's much better. You're much better off with a true mind. That's all. So you learn to stop relying on the false mind, the discriminating mind. That's what you happen to realize. Very simple rule of thumb. Nó giản, rất là giản dị, thưa quý vị. What do you do? Yes, Julie. What do? You stop discriminating. Quý vị bớt phân biệt. That's all there is to. Don't discriminate. Đừng có phân biệt. Because that is the nature of your false mind. Cái vòng tâm quý vị nó như vậy, nó chuyên môn phân biệt. Nó rất là thích phân biệt. Phải không cô Lan? See, Lan disagree. Nó có lợi, đúng không? Nó lợi hơn. Cái này lợi hơn nhiều, đúng không? This is more advantageous. This is more beneficial. Alright? Yes. What? Should you not teach him to what? Teach things to him? Yeah, it's better he remains stupid. Bây giờ con cái mình dạy nó sao? It's better Sabina should not be taught anything. Con nít đừng có dạy nó gì hết. What? Some people would say that doing self-stitching is not practical in life. So, like in life, you already have to make decisions. This or that, this or that. Like that. If I should buy this house or that house, so then if you do this teaching, it's hard to apply in the current and usual life. You're too profound for me. Okay?
So what do you do? Do we teach? Are we supposed to learn? Are we supposed to teach children? Vậy mình nên dạy không? Mình nên đi học là không? Huh? Yeah? Yeah, what? You need to teach them? You know that we're not supposed to discriminate, you still teach them? Hmm? What to do? Làm sao bây giờ? Huh? Don't take it out on the children. He's always worried about children. Ông thì lo con cái đó. I don't know. It's the same as asking, let's say you put, since Julie decides not to teach her son, so what to do now? Pull her to add and subtract, pull her to walk very well, you know what I mean? And then so Tony agrees and says, let's give the boy to the temple. Yes. Yes. When my son was little, so he didn't get an egg, so he was really depressed. So I told him, I said, it's no big deal, because we are like a grain of sand in the ocean. We are just like an ant in the universe. So what is the big deal about suffering over an egg or egg plus? Yeah. And he said, Mom, I shouldn't go to school either. The end of the grade of sand. Shouldn't go to school. And what did you do? Oh, he's a doctor. Well, what did you do? He keep going to school and keep suffering if he doesn't get an A. Yeah, he's smarter than you. Đương nhiên phải học. Of course you're supposed to learn. Supposed to teach. Phải dạy chứ. If you don't teach them how they're gonna know black from white, good from bad. Không dạy nó sao nó biết trắng với đen, biết phải với trái được. Yes? So what does it mean not discriminate? Thành ra khi mà nói không phân biệt nghĩa là sao? You see, this is why all these great Buddhist scholars, they have these terms, these Buddhists, the great Buddhist masters, bởi vì những cái người mà mọt sách, những cái người mà dạy Phật Pháp, they use these words and it's not clear to them what it means. Họ dùng những cái danh từ này mà họ không hiểu ý nghĩa của nó. What does it mean not discriminating, not relying on your discriminating mind? Nói đừng có tâm phân biệt nghĩa là sao, thưa quý vị? Of course, clearly, you must know right from wrong. Quý vị biết đúng với sai á, đúng không? Phải với trái á. Right? I mean, if you don't, you cannot tell, discern between right and wrong, you must be stupid. Then it's even worse than not discriminating. Những cái người mà không chịu phân biệt được phải với trái, trắng với đen thì người đó hoàn toàn là vô minh, làm sao mà sống được? How can you possibly survive? So what does it mean not discriminating? Người ta nói đừng có phân biệt nghĩa là sao? Yes? What does it mean? Nghĩa là sao? Yes? It means don't be attached to right or wrong. Nghĩa là đừng có chấp vào cái đúng và đừng chấp là sai. Even though you know about it, you should not be attached to it. Mặc dù mình biết là đúng, nhưng mình không được chấp nó. Okay? That's all there is to it. Don't be attached to either. Đừng có chấp vào bất cứ cái nào. Yes. So, Master, so that
you see black and white. Yes. You just see it and you struggle. Is that, don't think more? I don't know. It's a theory. I don't know about black and white. Yes, ma'am. You don't cling on to it. Okay? What does it mean? You don't, you're not attached to black and white. You don't attach to right and wrong. Quý vị đừng có chấp là trắng hay đen hoặc là đúng hay sai. What does it mean? See, no one dares, you know, these, you go to these lectures, you don't dare ask this question. Quý vị tới nghe giảng pháp mà quý vị không ai dám hỏi những câu hỏi như vậy. Tại sao mà, see, it takes these vicious people ask, so I don't teach my son, những cái người nó ác, nó hỏi, vậy chứ thầy nói đừng phân biệt, tôi không cần dạy con tôi hả? Hỏi nó ác dễ sợ. I will assure you, in a typical lecture environment, we would key her car. Hint, hint. Yes. First, you teach the kid the good things that you think is good. If the kid don't listen, then you are good. Oh boy, you've never been a mother, have you? See, a mother wants to speak. Yes, ma'am. Does it mean you have to take a loss? Mean you have to take a loss? Are you crazy? How about retirement? Make it be Tuan. You only talk about theory. I cannot believe it. Yes. Anyone else? What does it mean? Huh? Nghĩa là sao? What kind of nonsense is this? What does it mean? I don't know either. Thầy cũng đâu có trả lời được đâu. Hả? Thì nghĩa là sao? It's contradictory, isn't it? Mình nghe rõ ràng nó mâu thuẫn đúng không? One side says you have to teach them about right and wrong. Mình nghe nó mâu thuẫn như sợ. Thứ nhất là phải dạy con cái mình đúng với sai, trắng với đen, đúng không? Thiện với ác. Xong rồi mình nói đừng có phân biệt, and then you say don't discriminate, nhưng đều phải không được phân biệt nữa. It's contradictory, nó hoàn toàn nó ngược lại với nhau. Agree? And you intelligent educated people never dare ask a question. Những người cái gì thông minh có học thức đàng hoàng mà không dám hỏi câu hỏi như vậy. It's totally contradictory. Nó hoàn toàn nó mâu thuẫn. Phải không? Why don't you stay in the middle way? So I stay gray instead of black and white. So my world is gray. Ông nói mình ở giữa. Có nghĩa là thay mình thấy trắng đen, mình thấy là nó màu xám. My God. Then all the TV set only has one color. Thành tất cả những cái đài cái TV nó có một màu xám thôi. Would you be willing to live in a world like that? Muốn sống như vậy không? Yeah. Thầy hỏi sao? She's repeating my question. Cô đã hỏi ngược lại câu hỏi thầy hỏi. I mean, that's not the way to answer my question. Trả lời, đừng có hỏi lại cái câu hỏi của thầy. She asked the same exact question to me. What? The dog ran away. Enough of this nonsense. Ông thầy này giảng, toàn là giảng nó quanh nó co không à? The master speaks in circles. Thầy đã hỏi câu hỏi như vậy, đừng có hỏi lại. She asked me the exact same question I asked her. Mới ngủ dậy. So what does it mean? Huh?
See, the women, old women are arguing over it. They say, why aren't you teaching your grandchildren? Tại sao không dạy con vậy? Kỳ cục dữ vậy. Tại sao kỳ cục dữ vậy? Cháu mà không dạy, ở nhà làm cái gì? You don't want to teach your grandchildren. What are you doing at home? She says. They đang thông dịch giờ nghe. And now they go into fish now. Nghĩa là sao? What does it mean? Yeah, your boss is gone. Yes? Nghĩa là sao? Anyone knows? Yes. What does it have to do with black and white? So you blind? You say, oh, I'm not looking at you. Because Master Yung Hoa says so. Nó thầy tôi dạy tôi cũng được nhìn cô tại vì I don't dare look at you now. I don't look at girls, I look at boys. See, they're still arguing over there. What does it mean? What does it mean? Don't discriminate. Đừng có dùng tâm phân biệt nghĩa là sao? You see, they're much more interested in each other's explanation than my own profound explanation. Cái lời thầy nó không đủ cao siêu cho những cái bà cụ này. See, now all three of them are all involved. Ba người say mê với nhau. It's funny, you know, I'm the only one who dare ask this question because my master says, don't discriminate. And no one ever asks this. His brilliant disciple never asked him, what do you mean? Don't discriminate. Ngài Tiếng Hoa, Ngài giảng cái này, nói là đừng có tâm phân biệt. Mà không ai hỏi Ngài hết á. What does it mean? I discriminate black and white. Mình nhìn mình biết trắng với đen, tại sao nó không có phân biệt? Mình mắt mình mở ra, mình thấy được đen với trắng nhá. You open your eyes, you can see short and long, don't you? You can see that, you know that it's good or bad, don't you? Mình biết rõ ràng có lợi, không có lợi. And why does this wise man says don't discriminate? Tại sao ông này ông nói đừng có phân biệt? Why? Have you ever wondered, quý vị có suy nghĩ cái chuyện đó không? He says, in order for you to open your wisdom, you need not to discriminate. Tổ sư dạy rằng quý vị muốn mở trí huệ chân chính quý vị là phải bớt không được phân biệt. Why? I think maybe he's talking about not reacting to things. Not reacting to things, đừng có phản ứng, yes sir. You create duality. What? You create duality. Alternative reality. No. Alternative duality. Yes, ma'am. You in the back. No, not orange. Miss Orange is black. No, the one without hair. Didn't you raise your hand? She forgot already. Yes, Sarah. But you are superior. What are you talking about? You're smarter. You're so phony. You ask her, she knows she's superior. How can you, and she tells you, oh, I'm not as good as you are. You know she's lying to a teach. Yes? Yes. Anyone? Nghĩa là sao? Yes, ma'am. Things are relative. Useless. Yes. So it's relative. And then what? You're richer, I'm better, you know. I'm shorter. So what is it? What does it do for me? I'm still feel depressed. Yes? You what?
neutral. See, your boy is having is ill. You stay neutral. Say, okay, you ill. I'm neutral. Meaning either you die or you get well. I'm neutral. Is that it? Oh my God! What a mother! I'm worried about my boy. Yes. Yes. Don't ask your husband, please, for once. Next lifetime. Keep shouting, you go. Yes. Anyone? Four sentences. Is she done? Okay. Wrong. Nói làm được. What does it mean? Tại sao cái ông này, tổ sư, all the patriarchs teach us that. What he's repeating is not his own. It's not original. All the patriarchs says, don't discriminate. Tất cả tổ sư dạy như vậy, không phải riêng ngài Tiên Hóa đó nghe. Tất cả vị tổ sư dạy rằng, nếu như quý vị muốn mở trí huệ chân chính, phải bước cái tâm phân biệt đi. Bước đầu hết á. The first step, stop your discriminating mind. Bước đầu và mở trí huệ mình á, là phải ngừng cái tâm phân biệt. Stop discriminating mind. How is it possible? Làm sao ngừng được? Yes. Bởi vậy thấy ông chán đời dễ sợ không? You see, he says that my master, my late master, he sits there and he looks down, he can recognize what you're thinking about. And my comment is that that's why he's so depressed. And he can't wait to get out of here. Not judging? When we judge. We judge, don't we? We say, no, you're not good enough. No, this is a 2-star. It's not a 3-star. Yeah, we do that. That's discriminating, isn't it? That's discriminating, isn't it? That's what we're supposed to not do. Not discriminating is not judging and not reacting. So are they saying that is a teaching nonsense? Vậy dạy dạy vô lý hả? Con nghĩ sao? Thấy? This is a profound teaching and yet no one bother asking. Con dạy, tổ sư nào cũng dạy như vậy hết, không ai hỏi tổ sư. Bạch tổ sư vậy chứ. Con phân biệt con làm gì cho con mở mắt ra con phân biệt con làm gì bây giờ? No one ever asked them. If I open my eyes, you don't ask me to discriminate. What am I going to do now? Yeah. Keep sound. Okay. Yeah. So nothing is real. Nothing is real. This woman is getting more confused. Cái cô này càng ngày nó càng bị lú. Okay, no cooperation. Yes. Huh? Yes, we confuse anyway. Yes? Vậy nghĩa là sao cô Lan? Không phân biệt nghĩa là sao? Huh? Yes? Of course you don't know. Okay, I will tell you what it really means. Sẽ giảng cái gì nghe. Cái ý nghĩa của câu đó. Không phân biệt nghĩa là sao? Don't discriminate. What does it mean? Nghĩa là? It means that? Oh, time is up. Hết thì giờ rồi. TV continue. Tiếp tục tuần sau. Now, see the old women already. Mấy cái bà đó đứng dậy sẵn sàng đi rồi. It means if it's black. If it's white, Có nghĩa là nếu như nó đen á,
Nếu có trắng á. What is nghĩa là gì? It means do not get afflicted. Don't get afflicted. Don't get afflicted. Nó chỉ có nghĩa là đừng có phiền não. Đừng phiền não con ơi. Nó nghĩa chừng đó thôi. Almost doesn't count. Đừng phiền não. Don't get afflicted. That's all it means. Okay? Đừng có phiền não. If it's black, it's okay. It's white, it's okay. Okay? Yes. Oh well, it's hopeless. Có người hỏi thầy lỡ mà con phiền não làm gì bây giờ? Thầy nói con đã phiền não rồi thì quá trễ rồi, quá muộn rồi. Con kể như đọa địa ngục rồi. Okay? That's all it means. What it means when you discriminate, quý vị mà tâm phân biệt có nghĩa là quý vị đòi, đúng không? Phải đòi lợi chứ được. See, this is why the Chinese is so teaching is so difficult to follow. Tại cái lời dạy các mấy tổ sư đó, họ có cái mật mã ở trong đó, khó mà hiểu lắm. Thì thật là như vậy đó. That gives us low lives like me a job to do. Thành những cái người mà trình độ thấp như thầy mới có chuyện mà làm giống gì hết đó, rất giản dị. Ok? Tại vì cái tâm phân biệt á, đừng có phân biệt chỉ có nghĩa là khi mà cái tâm cái gì mà nó đòi phân biệt thì nó đòi trắng đòi đen. See what happens when you discriminate is actually what's implied by that is you favor one over the other. That's what the problem is. Khi nói cái chữ phân biệt đó, agree or disagree. Cái vì khi nó phân biệt là cái vì trong tâm cái vị đó là thiên vị rồi, thích cái này hơn cái kia, vì vậy mới phân biệt. That's why you discriminate. You favor one over the other. You look for advantages. Cái vị đòi cái lợi. Yes? You want to gain. Cái vị muốn lợi. Okay? That's implied. This is why the teaching is not the way the Chinese teaches is not that obvious. Thành những cái phương pháp người Tàu dạy họ có nhiều cái uẩn khúc, có nhiều cái tế nhị đó, khó mà hiểu. Ok. And it's, I don't feel it's appropriate for the Westerners. And đối với thầy cái đó nó không nó khó, cái người Tây phương khó mà hiểu được lắm. Cái thời đại này khó mà hiểu lắm. Cô Quảng Ngân. And she says, if you don't discriminate, if the roof leaks, you ignore it and it keeps on leaking and then pretty soon you have no house to live. Cuối cùng không có dòng về chỗ ở nữa. À, bởi gọi là thiệt sự là không có tâm phân biệt. It really means you have no discrimination. Okay? That is correct. Đó, rất là đúng. Okay? Dọn tới chùa ở. You move into the temple. Okay? Don't discriminate, I repeat again, only means that don't get afflicted. Okay? Chỉ có nghĩa là đừng có phiền não thôi. You learn, you look at your own affliction. Đừng có nhìn ra ngoài, nhìn vào trong. Okay? You look inside of yourself. Why am I afflicted? Khi mà quý vị thấy cái phiền não mình là tại vì đó, cái phiền não quý vị đó là cái phản ứng của cái sự chấp trước của quý vị. If you're afflicted, it's because it's a reflection, it's a result of your attachment.
So you look the attachment, you let go the attachment, your affliction, phúc. Nói cách khác, khi mà quý vị, khi mà bị phiền não á, thì nhận nó được cái sự chấp trước mình chỗ nào, thì phiền não nó biến mất ngay lập tức. That's all it takes. That's the secret code. Cái đó là cái bí quyết của cái tu hành đó. That is the secret code, the key to cultivation. Mình phiền não, tại sao mình phiền não? Phiền não tại mình có cái chấp trước mình mới phiền não. You are afflicted because of your attachment. If you can identify your attachment, you drop the attachment, the affliction goes away. Nếu quý vị khi mà bị phiền não, thay vì chạy theo phiền não, instead of following and aggravating and getting more afflicted, you should ask yourself, where is my attachment? Khi mà thấy được cái phiền não, mình ngừng lại ngay lập tức và hỏi, mình chấp trước chỗ nào? Where is my attachment? Instead of asking, thay vì mà hỏi, why did you do it to me? Thay vì hỏi, tại sao ông hành hạ mình như vậy? Ok? Mà khi quý vị cứ hỏi, you always contemplate, cứ ngồi suy nghĩ, tại sao quán là tại sao mình phiền não vậy? Tại sao cái lý do, cái nguồn gốc của phiền não mình chỗ nào? Cái chấp trước mình là cái loại chấp trước gì? So you contemplate, you ask yourself, what is the nature of the attachment that makes me so afflicted? When you spot the attachment, you drop the attachment, your affliction vanishes. Quý vị thấy được cái phiền não, bỏ được cái phiền não đó, thì cái chấp trước quý vị thấy cái chấp trước và bỏ cái chấp trước đó đó, bỏ được đó đó, thì cái phiền não mình nó biến mất ngay lập tức. Ngồi thiền một cách ngon lành. Tại sao mình chấp con mình làm cái gì? Là bởi vì khi mình chấp trước cái con, ngồi mình lo, không biết là nó cái chuyện nó có tốt hay là không. Ok? Là mình đó là cái phiền não, mình đừng lo. Nhận ra cái lo là cái phiền não. Là tại vì mình nhìn ngược lại, tại sao mình phiền não bây giờ? Tại vì á, mình có chấp trước cái đứa con của mình. Quăng đứa con mình một cái là mình hết phiền não rồi. Giải thoát. So I gave the example, you sit there, you meditate, and all of a sudden you worry about your son. Okay? He asks, oh my God, what's happening to him? Okay? Lo cho con mình. Okay? And you realize it's an affliction, lo, because the worry is an affliction. Yes? Lo là một cái phiền não. You ask yourself, why am I afflicted? Ta hỏi mình, tại sao mình phiền não? What is, which attachment creates this affliction? Cái chấp trước gì nó tạo ra cái phiền não này? And you realize it's your son. Mình thấy được là cái sự chấp trước mình là chấp trước đứa con của mình. Okay? Mình quăng đứa con vô thùng rác. You throw your son to the garbage pail. No more affliction. Hết phiền não. Guiyin says she disagrees. She will even have more afflictions. All I can say, thì có cái một lời nói cuối cùng cho cô Cẩn Ngân nghe. Về vàng về thành đi con ơi. Please go back to CTTB. It's too much. Này khó quá đi. Khó quá dạy không nổi. Okay. And you know, the funny thing is that it's not that easy to drop the attachment. Cái khó là khó bỏ cái chấp trước mình. Nói thì dễ thôi chứ bỏ không được. That's why she says, now I have more worries. Vì bỏ không được thành mới vứt đứa con trong thùng rác, nghĩ là mình bỏ cái chấp trước mình, thiệt ra là chưa bỏ chấp trước thì mới càng phiền não nhiều hơn nữa. And case in point, the reason she says, if I threw my son into a garbage pail, I have even more afflictions, it's because she hasn't dropped
her attachment yet. That's all. It's not that easy. Nó khó lắm. It takes time. Okay? Thank you, everyone.